nay thì thầy sẽ chữa cho ông ta phần là tuyển tập este dễ. Các em mình hiểu rõ từ nhá, đây là tuyển tập este dễ. Nhưng mà dễ gì ạ? Dễ hay sai có nghĩa là dễ sai đấy ạ. Rất rất nhiều bạn sẽ bị sai phần này. Thế nên được đặt tên là tuyển tập este dễ hay sai. Và chúng ta bắt đầu đi vào câu đầu tiên, câu số 1. Etin butyrat là tên của este công thức nào sau đây? Thế thì etin butyrat thì nó sẽ được tạo bởi từ axit butyric. Axit butyric, bu là bút, bút là có 4 carbon. Được không ạ? 1 2 3 4 OO này. Etin là CH5. Chúng ta luyện tập cái này nhiều vào bởi vì cái tên gọi của este ấy, nó là cửa ngõ cho việc, nó quyết định cho việc em có học giỏi este nữa hay không. Bởi vì nếu mà trong cái việc mà làm bài tập ấy mà chúng ta không nắm được tên gọi của este thì chúng ta sẽ toang hết. Ok, chính xác, etin butyrat có mùi dứa. Đấy. Ok ạ. Vậy ở đây này, trong quá trình làm các bạn rất hay bị nhầm giữa hai cái. Đây là viết xuôi, chúng ta còn một cái viết ngược của este, đó là CH5 OOC CH2 CH2 CH3. Được chưa ạ? Các bạn hay bị nhầm nữa. Ok chưa? Vậy ở đây bây giờ mình nhìn xem viết xuôi đây này. Viết xuôi có 4 carbon này, 3 carbon bỏ nhá. Viết xuôi có 2 carbon bỏ. Đây, 1, 2, 3, 4 carbon này. Đúng trùng với anh này chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và thầy tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá. Ok, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C là đáp án đúng. Ok, bây giờ mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 2 vẫn là của Nguyễn Viết Xuân lần 1. Nhưng mà ở đây lúc này đề bài là hỏi chúng ta là chất nào không phải là của este. Đề Nguyễn Viết Xuân lần 1 năm 2021 ạ. Chất nào sau đây không phải este? Thì chúng ta phải nắm được là este thì nó sẽ có dạng như nào. Este nó phải có chức CO. Este lúc nào cũng phải có chức CO. Đúng chưa? Vậy anh này là este này. Mình chỉ cần nhớ thầy thế thôi. Este lúc nào nó phải có chức CO. Đây, HCO này. Đây là, đây là ngược lại là CH3CO. Đây chúng ta cẩn thận nhầm này. Chỗ này cẩn thận nhầm này. Nhiều đứa nhầm là HCO là toang này. Anh này viết thuận lại này. CH3COOH. Cháu này phải este không? Cháu này không phải este. Cháu này là axit. Toang chưa? Toang chưa? Ý B này là este nhá. Ý B này là este, mình viết ngược lại, mình viết thuận lại này. CH3COO tất cả 3 lần CH5 đúng este chưa? Được chưa? Và tương tự ý D này cũng là este. Vậy thì anh không phải este ở đây chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Đấy, rất nhiều đứa mắt lé bị lừa. Khổ chưa? Nhọ chưa? Nhục chưa? Không sao cả nhá các em nhá. Các em cứ mạnh dạn comment đáp án xuống phía dưới này. Một lần sai là một lần nhớ. Được chưa? Sai đủ 10.000 lần thì các em trở thành thiên tài. Đến kể cả Thomas Edison, người sáng tạo ra bóng đèn, ông ấy cũng sai đến tận 10.000 lần mà. Chúng ta là người bình thường, tội gì chúng ta không thử sai, đúng không? Nào, câu số 3. Câu số 3 đề của Trung học Phổ thông Yên Lạc lần 1. Các bạn biết không, khi mà ngồi phòng thi thì cái đầu và cái tay, cái não gần như không của mình. Có rất rất nhiều bạn chủ yếu đi học nhanh, học lướt 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 lướt, học lý thuyết vứt đi. Chủ yếu là để học làm bài tập, bởi vì các bạn ấy trọng tâm vào bài tập. Dẫn đến trong quá trình là khi mà các bạn học ấy, các bạn ấy đi thi, các bạn ấy toang hết về mặt lý thuyết. Mà có 24 câu lý thuyết thì trong đấy là có 22 câu dễ. Chỉ có 16 câu bài tập thôi, mà trong đấy thì có đến tận 5 câu bài tập khó lẻ. Thế thì theo các em nghĩ mình học lý thuyết hơn hay học bài tập hơn? Đúng không? Người thông minh thì người ta biết chọn đường dễ mà đi. Đấy chưa? Người ta không đâm đầu vào cái khó. Bao giờ mình làm đúng được hết toàn bộ phần lý thuyết? Ok chưa? Đúng 24 câu. Trên 24 câu lý thuyết thì lúc đấy mình hãng đầu tư đến những câu bài tập khó. Bởi vì lấy điểm lý thuyết luôn luôn dễ hơn lấy điểm bài tập. Các em nhớ lời dặn của thầy nhé. Và thực ra tất cả những cái bạn nào, những anh chị nào học thầy ấy, thì các anh chị đều nắm vững được cái điều đó với thầy. Và khiến cho là gần như hiệu quả học sinh học thầy là 99% là đi thi làm đúng 24 câu lý thuyết. Đấy, thế vì vậy nên các bạn chăm chỉ học lý thuyết với thầy đi nhá. Và tất cả các khóa học của thầy thiết kế ra để dành cho chúng ta đúng chính xác hết toàn bộ các câu lý thuyết. Ok ạ. Học thầy Minh để hiểu bản chất. Format ạ, mình giải nhanh nhá. HCOO CH3. Ok, chính xác nhá. Thì đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 4 ạ, làm nhanh phát nhờ. Câu số 4 này thì anh thủy phân este này là CH3 này, CH2 này, COO này, CH3 này cộng với lại ancol này, thủy phân trong nước đi, H2O đi, mũi tên hai chiều này, H cộng này, thì mình thu được là CH3 này, CH2 này, COOH này cộng với lại
CH3OH và đề bài hỏi là ancol thì có công thức là gì? Thì mình có ancol của mình có công thức là CH3OH nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok chưa? Đáp án đúng mình đáp án C các bạn nhá. Đáp án C các bạn nhá. X có công thức thu gọn là tên gọi của X là gì? Thì anh này là gì ạ? Metin đúng không? Acetat đúng không? Đáp án đúng là đáp án B bò các em nhá. Câu số 6 đây, câu số 6 này là một câu hỏi mùi hoa nhài. Và nói nhỏ cho các em biết này, cái mùi hoa nhài là mùi này hay bị hỏi trong đề thi nhá. Nên tiện thể đây mình cũng nhớ luôn, benzinacetat là cái anh este có mùi hoa nhài, các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Ok nhá. Ok nhá. Benzinacetat có mùi hoa nhài. Vậy bây giờ mình phải viết được cái công thức của anh benzinacetat. Đúng không ạ? Thế thì acetat là đi từ axit acetic đã này. CH3 này, COO này. Benzin nó sẽ là CH2 này, C6H5 này. Được chưa? Vậy đáp án đúng nhất là gì ạ? Đây. Benzin acetat, đáp án đúng đáp án C. Ok nhá. Rất là dễ. Ok. Thầy xin phép thì tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Chúng ta cần phải lưu ý cho thầy một điều như sau. Có là anh este nào mà este mà no, mà đơn, mà hở thì cháy nó luôn luôn cho, nó luôn luôn cho n nước bằng nCO2. Và công thức tổng quát của anh este no đơn hở nó là gì? CnH2nO2. Đấy, đây là công thức tổng quát của este no đơn hở. Thế vậy bây giờ mình viết lại công thức phân tử nhá. Mình nhìn này. Anh này này. C3H4O2 có thuộc dạng CnH2NO2 không các em? Có thuộc dạng CnH2NO2 không? Không đúng không ạ? Vậy là mình loại đáp án A. Đáp án B này. C3H6O2 các bạn nhìn thấy chưa? C3H6O2 thuộc loại CnH2NO2 chưa? Thuộc rồi đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Ok chưa? Các bạn hiểu bài không ạ? Anh em nào hiểu bài thả tim cho thầy nhé. Thả tim cho thầy nhé. Anh em nào hỏi bài thả tim. Trung học phổ thông Yên Thế lần 1 năm 2021, thủy phân etin format, etin format HCOOC2H5. Đấy các em thấy không? Nếu chúng ta không gọi được tên este thì gần như phần này chúng ta không làm. Đúng không ạ? Thủy phân este này, trong dung dịch NaOH, trong dung dịch NaOH thì chúng ta lưu ý cho thầy nhé, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm nó là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các bạn nhớ chưa? Thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Và nó sẽ tạo thành là HCOONa cộng với lại C2H5OH. Được không ạ? Và đây bài hỏi chúng ta là thu được muối nào sau đây thì muối chúng ta là HCONa. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 9 ạ. Câu số 9 thì thấy là nhiều bạn đã comment đáp án từ trước rồi đấy ạ. Thì xin phép thầy giải nhanh câu số 9 nhé. Thủy phân este nào sau đây trong môi trường axit thì thu được sản phẩm? Thế thì đi. Cái cách bình thường thì anh biết rồi. Bây giờ thầy thử làm một cái cách mà khác thường đi. Thủy phân trong môi trường axit là cộng nước. Giả sử bây giờ thầy giải cho cách mà các bạn ấy không biết gì đi. Giả sử như đây là một bạn không biết gì. Bây giờ nhìn vào cái bài này, viết ra được cái công thức này đã là hạnh phúc của bạn ấy rồi. Thì bây giờ bạn ấy tìm công thức thằng x như thế nào? Thì các bạn để ý nhé, các bạn để ý nhé, nó phải hướng dẫn cách. Sau này các em mà rơi vào đường cùng, các em vẫn có thể sử dụng được cách này. Đầu tiên thì bảo toàn carbon này. 1 carbon cộng 1 cộng 1 về là 3. Anh x này có 3 carbon. Được chưa? Tiếp tục này. Mấy hydro ạ? 4 hydro cộng với 1 hydro là 5. Đúng không? 4 hydro cộng 1 hydro 5. 5 cộng 3 là 8. 8 trừ đi 2 còn 6. Được chưa? Bên này 1 oxy cộng 2 oxy 3 oxy trừ 1 O2. Đấy. Vậy là công thức của thằng este của chúng ta chắc chắn là C3H6O2. Nhưng mà C3H6O2 nó có 2 công thức đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó là gì? Nó là đầu CH3. Nên nó sẽ là CH3COOCH3. Và tên gọi của cháu nó là metin acetat nhá. Metin acetat, đáp án đúng là đáp án B bò. Ok các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng câu số 9 của chúng ta nó là đáp án B bò, các bạn nhớ nhá. Đấy, thì đây là một trong số những cái câu mà các bạn hay bị sai. Các bạn hay bị sai lắm. Nào câu số 10 ạ. Câu số 10 các bạn chọn đáp án gì? Câu số 10 là câu của đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol metallic? Đây mình thử anh này đi. Tác dụng NaOH này thì thu được này. C2H5COONa cộng với CH3OH thì đúng anh này tên ancol metallic không?
Vậy thì ngay lập tức mình chọn luôn đáp án của Túng của chúng ta là đáp án A các bạn nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Ok không? Dễ không? Câu số 11. Sở Giáo dục Đào tạo An Giang năm học 2020-2021 ạ. Ở điều kiện thích hợp phản ứng với este, chất nào sau đây được gọi là phản ứng xà phòng? Úi dồi, cái này mà không nhớ đi thì thôi. Về quê nhá. 2 năm 3 lứa. Được không ạ? Đứa nào mà không nhớ được phần này thôi về quê 2 năm 3 lứa nhá. Phản ứng xà phòng hóa là gì? Tác dụng với nào hát. Quá dễ dàng. Câu 12 ạ. Câu 12 các em ơi. 12 nào. Các bạn cùng chọn đáp án câu 12 đáp án. Metinacrylate. Acrylate thì đi từ acid acrylic. Đây, acid acrylic đây các bạn nhìn nhá. Acid acrylic đây. Vậy metin đây. Đấy chưa? Thầy điền hydro vào. H2. H. Đấy, đây là metin acrylate. Và ta nhìn so với đáp án thì đây, metin acrylate, đáp án đúng là đáp án C. Thế bạn nghĩ sao nếu đi thi nó rơi vào câu này? Và nó rơi câu này vào câu tính toán cho khối lượng. Đúng không? Thì có phải là toang gần hết không nếu chúng ta không nắm được tên? Vì vậy nên cái việc mà tên gọi của este nó cực kỳ quan trọng đối với việc học về este của chúng ta nha. Các bạn lưu ý nhé, chứ bạn nào chưa biết thì hôm nay biết rồi. Câu số 13. Câu số 13. STX tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa hai muối. Chúng ta lưu ý cho thầy nhá, anh ST này tác dụng với NaOH nhưng mà lại phải thu được dung dịch chứa hai muối cơ. Căng thẳng nhờ. Thế thì bây giờ mình viết phương trình này thì mình mới nắm được. Các bạn cùng quan sát non thầy viết phương trình nhá. À, các bạn có thể chọn câu 13 đáp án nào nhá, nhưng thầy viết phương trình cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu. Được chưa? Thầy xin phép thầy viết phương trình cho chúng ta để cho tất cả chúng ta cùng hiểu. Vinin format này đáp án A này. Vinin format này, HCOO này, CH2 này. À đây là CH. CH CH2. Mà bây giờ là thủy phân trong môi trường dung dịch kiềm NaOH thì sẽ thu được HCOONa. Đúng không ạ? Cộng với anh này kém bên này, ngay tức chuyển thành CH3CHO. Vậy không phải thu được hai muối rồi. Ở đây chỉ thu được một muối và anh anhít thôi, nên bỏ ra. Ý B này. Benzene format này, HCOO này, gốc benzene này cũng là top những cái câu mà các bạn rất hay sai. Gốc benzene này các bạn sai nhiều lắm. CH2 C6H5 và sai nhiều dẫn đến các bạn chọn đáp án sai cơ, khổ lắm. Thầy dạy thì phải sửa lỗi sai cho bao nhiêu bạn rồi. Nhưng không sao, hôm nay ngồi học ở đây là ngon rồi. Hôm nay ngồi học ở đây có thầy Minh Độ nhá, là yên tâm là cả năm tới hóa của các em sẽ là thăng hoa nhá, thăng hoa như iốt đấy. Nào, C nào. Thế nhưng mà nếu mà chúng tủ đề đây nhớ phải báo nhá. C ạ, phenin format HCOO này, C6H5 này cộng với NaOH này thì có phải đấy các em nhìn á, nó tạo thành HCOONa và anh này cực kỳ đặc biệt. Đấy nhá, tạo thành C6H5OH nhưng ngay lập tức nó tác dụng với NaOH để tạo thành C6H5ONa và điều này nó chỉ xảy ra với este của phenol thôi. Đây này. Đây được gọi este của phenol. Và điều này điều đặc biệt chỉ xảy ra với este của phenol, các bạn nhớ nhá. Chỉ este của phenol mới cái điều này. Vậy đây này, hai muối đây này. Được không ạ? Các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, mình viết phương trình là mình nhìn thấy nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C các em nhá. Đáp án C các em nhá. Nào, anh em có hiểu bài không ạ? Anh em có hiểu cái chỗ này không? Nếu anh em hiểu chỗ này thì thả tim cho thầy nhá. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Chia sẻ buổi học này cũng như là tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 14 hay quá là hay luôn. Chuyên Thái Bình quê thầy đây. Năm 2021, chuyên Thái Bình. Ethyl format là một chất có mùi thơm, không độc. Ethyl format là một chất có mùi thơm, không độc, được dùng để làm chất tạo hương cho công nghiệp thực phẩm. Vậy phân tử khối của ethyl format, thế mình phải viết được ethyl format. Nó là gì ạ? HCOO này, C2H5 này. Được chưa? Vậy thì mình viết gọn lại, anh này nó sẽ là C3H6O2. Và các em hoàn toàn bấm máy tính được nó thì các em sẽ tìm được nó phân tử khối bằng 74. Đúng không ạ? Bởi vì mình lấy 12 nhân 3 dành cho những bạn nào không biết nhá. Không biết tính phân tử khối. 12 nhân 3 này cộng với 6 này cộng với lại 32 này thì bằng 74 này.
Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. A nhé các em nhé. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 10. Bắt đầu nâng dần độ khó đây này. ST nào sau đây khi đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thu được sản phẩm hữu cơ đều không làm mất màu nước brom? Căng. Thầy đánh giá câu này là một câu căng. Nào anh em nào học xong ST hết rồi, các bạn học xong ST sớm rồi, vào đây làm xem đúng không. Các bạn biết được những cái bạn nào mà học xong phần ST sớm rồi, các bạn có thể vui lòng tác giúp thầy những cái bạn đấy học xong ST sớm. Các bạn ấy bảo học hết chương trình 12 rồi, vào đây xem trả lời được đúng câu này không. Còn nếu bạn ấy trả lời đúng thì xem đến cái buổi đến câu cuối cùng của buổi hôm nay, câu số 30, các bạn trả lời đúng không? Thế đảm bảo toàn học không chắc. Câu 15 nhé. ST nào sau đây khi đun nóng với lượng dung dịch NaOH mắt? Đây mình xem đáp án A này. Giả sử đáp án A đúng đi, mình cứ viết phương trình ra. Rồi lại sau này mình làm quen thầy dạy chúng ta cách dạy nhanh nhá. Bây giờ mình mới học, mình cứ viết phương trình này. Đáp án A này, CH2 nối đôi CH COO này. CH nối đôi CH2 mà tác dụng với NaOH, tác dụng NaOH nhé, thì nó sẽ tạo thành CH2 nối đôi CH CONa cộng với lại CH3 CHO. Nói thật với các em là chỉ riêng anh này thôi đã làm mất máu dịch nước brom rồi. Anh anhydride cũng làm mất máu dịch nước brom nữa. Vậy cả hai anh này đều làm mất máu dung dịch nước brom. Vậy câu 15 này sẽ chọn đáp án A khi và chỉ khi đề bài bảo chúng ta là các sản phẩm hữu cơ này đều là mất máu dung dịch nước brom thì phải chọn A. Nhưng đây bảo là không là mất máu nên ta loại A. Ok chưa? Đáp án B nhá. Đáp án B này. Đáp án B là CH3 này, COO này, CH2 này, CH này nối đôi CH2 này. Anh này tác dụng với NaOH thì có phải nó sẽ tạo thành là CH3 COONa cộng với CH2 nối đôi CH CH2OH không? Mà ta nhìn thấy ở đây có nối đôi CC nên nó cũng làm mất màu dính được brom nhá. Nên bỏ tiếp đáp án B. Đáp án C. CH3 COO CH nối đôi CH2 mà tác dụng với NaOH thì tạo thành gì? Đây ạ. Tạo thành CH3 COONa cộng với CH3 CHO. Vậy anh này vẫn vào mất máu dịch nước brom bởi vì nó là anhydride. Đúng không? Vậy lại loại đáp án C nốt. Vậy suy ra ở đây đáp án đúng của chúng ta nó chỉ còn một đáp án thôi các bạn. Đó đáp án gì ạ? Đó là đáp án D. Tại sao đáp án D đúng? Tại vì D. D này. CH3 này. CH2 này. COOCH3 này. Khi tác dụng với NaOH này thì nó sẽ tạo thành C2H5 COONa cộng với CH3OH. Thì cả hai sản phẩm này đều không làm mất màu dung dịch nước brom. Các bạn thấy chưa? Các bạn nhớ chưa? Ok nhá. Thì sau này mình nhìn nhanh. Mình nhìn nhanh một chút một cách như sau đây, là các sản phẩm hữu cơ đều không làm mất màu dung dịch nước brom thì khi và chỉ khi nó là ethanol. Khi và chỉ khi nó là ethanol đơn. Đấy thì mình chọn ngay đáp án C luôn nhá. Mình không phải viết các phương trình dài dài này nữa. Còn cái việc mà thầy viết các phương trình dài dài này là để cho các bạn nhìn thấy, các bạn hiểu. Ok không? Nhá, còn lại mình có bí kíp để mình làm nhanh những câu này nhá. Úi dồi ôi, câu 16 này, câu 16 này chính là cái câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đấy ạ. Vừa thi xong. Anh em comment xem nào. Câu 16 này thầy dạy nhiều rồi. 16 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án câu 16 nào. 16 quá dễ dàng. Đúng không? Nào. 16 quá dễ dàng luôn. Nào nào nào, ok. 16 đáp án gì ạ? Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3SO2. Các bạn còn nhớ, các bạn còn nhớ skill của thầy không? Các bạn còn nhớ skill tìm đồng phân của thầy không ạ? Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi live ngày hôm nay nhớ skill tìm đồng phân của thầy thì comment cái xem nào. Skill là skill gì? Chúng ta làm nhanh câu này nhá. Làm nhanh theo cái skill thầy dạy nhé. R1 cộng R2 bằng mấy ạ? Este ra sẽ có dạng là gì ạ? R1CO R2.
R1COOR2. Vậy mình sẽ có R1 cộng R2 bằng 2. Và 2 ở đây phân tích bằng 0 cộng 2, 1 cộng 1. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Và 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Đây. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy này, không có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy nó có 2 đồng phần. Ok, vậy nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 26,4 CH3 COO C2 H5. Xà phòng hóa ở tác dụng với NaOH để tạo thành CH3 COO Na cộng với C2H5 OH. Trong này toàn những bài tập dễ thôi các em ạ. Thế giờ mình tìm được số mol anh này. Số mol anh này bằng 26,4 này. 26,4 chia cho phân tử khối của nó là 88, đúng không ạ? À không phải. Ừ đúng rồi, 88 bằng 0,3 mol. Mà đề bài lại hỏi chúng ta là thể tích của NaOH cần vừa đủ, và chúng ta nhìn thấy đây là este đơn chức. Đúng không? Vậy thì tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:1, vậy số mol của NaOH chính bằng số mol este bằng 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được V bằng 0,3 chia 2 bằng 0,15 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 17 nó là đáp án C nhá. Thầy tuyên dương tất cả các bạn và các em, đáp án đúng là đáp án D. Ok ạ. 18 của chúng ta nhá thì mình có này. Vẫn là R1COOR2. Và ở đây mình vẫn có R1 cộng R2 thì bằng 3 đúng không? R1 cộng R2 bằng 3 đúng không em? Thế thì có phải là 3 bây giờ mình phân tích thành tổng các số hạng là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, được chưa? Mình có này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy ở đây mình sẽ có 3 của mình có 2, 0 của mình có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1. Dưới thì cộng, trên thì nhân. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy suy ra anh C4H8O2 của chúng ta có 4 đồng phần. Xịn chưa? Xịn chưa anh em? Đấy, bao nhiêu bạn thấy cái phương pháp này rất rất hay và tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian? Comment em để thầy biết nhé. Bao nhiêu bạn thấy phương pháp này cực kỳ hay, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm nhân lực và chuẩn đúng? Comment em nhá. Câu 19 ạ. Etinacetat tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được muối nào sau đây? Etinacetat là CH3COO C2H5 mà tác dụng với NaOH dư thì có phải là mình sẽ thu được là CH3COONa cộng với lại C2H5OH không ạ? Thì đề bài hỏi là thu được muối thì muối là CH3COONa. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 20. Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2? Mình viết thử luôn. Ví dụ như thằng etinacetat là CH3COO C2H5 thì đúng cái này có công thức phân tử là C4H8O2 rồi. Vậy lấy luôn. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án A luôn. Xịn luôn. Câu 21 ạ. Bây giờ thầy chỉ các cách làm nhanh nhé. Các bạn có muốn biết cách làm nhanh không? Các bạn có muốn biết cách làm nhanh làm những câu này không? Chứ bây giờ mình cứ viết phương trình thì muộn, lâu quá, đúng không? Bây giờ thầy chỉ cho tất cả các bạn và các em một cái cách làm nhanh để nhìn nhanh vào lý thuyết này. Để thủy phân thu được ancol ethylic, đây, thì đít của nó phải có là dạng, thì bắt buộc este đấy, este đấy nó phải có dạng là RCOO C2H5. Đây ạ, đít của nó phải có nhóm CH5. Ok chưa? Vậy nhìn này, OCH3 loại, OCH3 loại. Đấy, mình nhìn nhanh như vậy, OCH3 loại. Vậy chỉ còn đáp án gì? C. Ok chưa? Ok nhá, cẩn thận nhá.
Câu 22. Câu 22 ạ, Trung học phổ thông Thạch Thành lần 1 năm 2021. Thủy phân STX trong dịch NaOH X. Thủy phân trong dung dịch NaOH thì thu được C2H3O2Na và C2H6O. Thế bây giờ các em muốn cách làm nhanh hay cách làm chậm nào? Bây giờ thì hướng dẫn cho ta cách làm cực nhanh nhé. Các bạn cùng nhìn đây, skill cực nhanh để giải này. Nhanh tốc độ max luôn, level max luôn. Các bạn nhìn này. Đầu tiên mình đi xác định xem thằng X thì có bao nhiêu carbon. 2 cộng 2 là 4, vậy anh này là C4. Đấy chưa, bây giờ mình đếm. C4 rồi, bây giờ H3 cộng H6 là H9, H6 trừ 1, C4 H8. O2 cộng O1 là O3, trừ 1 là còn O2. Na, Na hết. Vậy anh ấy chắc chắn là C4H8O2. Đúng chưa? Thế mà nó lại có đuôi là CH6O. CH6O thì có đúng là C2H5OH đúng không em? Thế vậy để suy ra thằng X của chúng ta phải có dạng là gì ạ? COO C2H5. Và với cái dạng COO CH5 này thì chỗ này C4 này trừ đi 3 carbon rồi thì chỉ còn CH3 nữa thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta là gì? CH3 COO CH5. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Ok. Ok nhé. Rất dễ đúng không? Dễ mà. Okay, bao nhiêu bạn thấy rằng là cái buổi học ngày hôm nay nó cực kỳ ích lợi cho các bạn thì nhớ giúp thầy chia sẻ lại về tường nhé. Câu 23. Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước? Câu này nãy mình làm rồi. Khi và chỉ khi nó là este no đơn hở có dạng CnH2NO2. Đúng này, ối đứa chết ở câu này rồi. Đúng không? Viết cái thằng này ra, nó là C3H4O2 loại luôn. Viết cái thằng này ra, nó là C5H8O2 loại tiếp. Viết cái thằng này ra, nó là C4H6O2 loại nốt. Viết cái thằng này ra, C3H6O2 lấy luôn. Thấy không? Ban đầu mình có thể làm chậm. Cái phong cách của thầy nhá, là ban đầu sẽ dạy chúng ta chậm để hiểu bản chất. Sau đó chúng ta sẽ suy ra một vài cái lưu ý, một vài cái chú ý để chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ làm hơn. Và sau đó chúng ta gặp những câu tương tự, chúng ta được quyền sử dụng những cái chú ý và những cái lưu ý đấy. Các bạn nhớ chưa? Câu 24 dễ quá nhỉ. Tên gọi của este này là gì ạ? Metin format đúng không? Câu 25 nào. Tên gọi này của X là gì? Cũng dễ quá đúng không các bạn? Thầy thấy là các bạn comment đúng hết. Metin gì? Propionat, 3 carbon là propi. 26. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat? Thế để thu được natri acetat thì nó phải có dạng đầu là CH3COOR phải. Đúng không? Vậy đây, chỉ có anh này thôi. À. Ok nhá. Câu 27. Câu 27 mới là một trong số những cái câu dễ hay sai ở đây. À, các bạn cùng comment đáp án xem câu 27 là gì ạ? Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em có câu 27 ạ, chuyên Thái Bình này. Khi thủy phân este metin benzoat, mình phải viết được cái nào công thức của nó là metin benzoat C6H5COOCH3. Thủy phân nó trong dịch NaOH dư đun nóng thì mình thu được sản phẩm là C6H5COONa cộng với CH3OH. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? C6H5COONa nhé. Và CH3OH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok nhá. Câu 28. Este etin butyrat có mùi dứa. Buty 1,2,3,4COOC2H5. Đây là este butin. Đấy, bu vậy nó là có 4 carbon nhỉ nhá. 1,2,3,4 etin. Ồ đúng luôn. Ôi đúng luôn, vậy câu 28 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ok. Đây. Câu này với kinh điển. Câu này với dã man này. Câu 29 ạ. 29 các bạn chọn đáp án gì? Chuyên Thái Bình đây. Anh em và anh em cùng vào đây chọn đáp án câu 29 nào. 29 thì lại bạn nào làm 29 thì mới gọi là xịn.
bạn nào làm được 29 thì mới gọi là xịn sò. Chuyên Thái Bình lần 1 năm 2021, đây là những cái câu đếm nhận định, là một trong số những câu mà các bạn sợ nhiều nhất. Bạn nào đi thị cũng kêu thầy em sợ câu đếm. Không sao, việc gì khó có thầy mình lo nha. Đập nát nỗi sợ hóa. Xem nào, bây giờ đề bài bảo là số ST có thể được điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol. Giờ mình viết ra thôi. Mình còn cách nào nữa đâu. Vinin acetat CH3 COO CH nối đôi CH2. Thì nếu mà muốn điều chế này phải đi được từ CH3 COOH và CHOH CH2. Cho thầy hỏi các em là có cái ancol nào mà OH đính vào carbon chứa nối đôi không? Có không? Có tồn tại không? Không đúng không? Làm gì có anh ancol ở như này. Nên anh này không thể điều chế được từ axit và ancol được. Tương tự vinin benzoat C6H5 COO CH nối đôi CH2. Thì mình cứ nhìn thấy nối đôi này mà gắn liền với vị trí OH chuẩn bị đính vào là không thể điều chế trực tiếp bằng ancol được. Bởi vì cái anh ancol này có tồn tại đâu. Vậy từ đây mình sẽ suy ra là ST của vinin. Đây ST của vinin đây, đây nhóm thế vinin. Hay là cứ ST nào có từ vinin thì không thể được điều chế bằng ancol được. Vậy loại tiếp. Etin acetat CH3 COO CH5. Đúng với etin acetat chưa? Thì anh này được điều chế bằng ancol và axit. Đây. Axit là CH3 COH. Ancol là C2H5 OH. Đấy chưa? Một cháo. Isoamin acetat CH3 COO isoamin. Đây là isoamin này. Đấy. Isoamin acetat đây. Được điều chế từ axit và ancol, chính xác nó được điều chế từ axit là CH3 COH và ancol là ancol isoaminic. Đây. Được chưa? Đấy nhá. Vậy đúng. Isoamin acetat. Phenin acetat CH3 COO C6H5. Thì este, tất cả cái este của anh phenin thì không thể được điều chế bằng ancol được, tại vì phen, tại vì nó là phenol chứ không phải là ancol. Bỏ. Anilin acetat CH3 COO anilin. Đây. Thì được điều chế từ ancol tương ứng CH3 COH và CH2 nối đôi CH2 OH. Thì đúng là đi từ ancol là ancol anilic. Thì chúng ta phải viết ra những cái này lần đầu tiên đã, thì sau này chúng ta mới đạt được đến cái trình độ nhá. Sau này chúng ta mới đạt được đến cái trình độ là chúng ta đọc phát chúng ta làm được. Và anh này được. Vậy tại đây thì sẽ có một cái chú ý là cứ este của phenol, cứ este của phenol và este của vinin thì không thể điều chế được bằng cách là cho axit tác dụng với ancol. Các em nhớ chưa? Đấy. Các bạn có thể ghi cái này lại nhá. Cứ este của phenol và vinin thì không thể điều chế được bằng cách, bằng phương pháp là cho axit cộng ancol. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ thầy nhá. Cái câu số 30 này là câu các bạn đều rất sợ. Nhưng yên tâm là học sinh thì mình không bao giờ sợ. Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamin acetat cho các bước sau đây. Bước 1 là cho anh ancol và anh axit với 24 đặc vào ống nghiệm. Thì ở cái bước 1 này là dung dịch, này là dung dịch là tan vào nhau. Tan vào nhau. Tại sao lại tan vào nhau? Tại vì là ancol và axit thì nó tan vào nhau. Được chưa? Bước 2 lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy, ngồi nước nóng khoảng 5 đến 6 phút. Đấy, thì đun cách thủy này là đun ở nhiệt độ thấp là để cho những cái hỗn hợp này này, ancol này, axit này nó không bay hơi lên quá nhiều, nước không bay hơi lên quá nhiều. Làm lạnh rót NaCl bão hòa vào ống nghiệm, thì rót NaCl bão hòa vào ống nghiệm để nó phân lớp nhá. Có thể thay H2O4 đặc bằng dịch NaHCl đặc, cái này đúng. À không thay được chứ, không thay được. Bởi vì H2O4 đặc ở trong này nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hút nước để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Nhiệm vụ thứ hai là xúc tác cho phản ứng xảy ra. Đấy chưa?
Đấy, thì cái nhiệm vụ hút nước để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận đấy là nó tăng hiệu suất phản ứng. Còn nhiệm vụ thứ hai là xúc tác, trên H2HCl đặc thì nó không nhiệm vụ hút nước nên là xài. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm là sai. Mục đích chính của việc thêm NaCl bão hòa vào là để làm gì? Là để tách lớp của cái dung dịch ra, để tách thằng STN ở bên trên và những cái thằng còn lại chìm xuống dưới nhá. Sai. Sau bước 2, trong nghiệm vẫn còn, chúng ta nhìn đây là phản ứng này là phản ứng ST hóa đúng không? Phản ứng ST hóa mình học hồi lớp 11, chương bài cuối cùng chương trình lớp 11. Đúng không ạ? Mình học phản ứng ST hóa thì mình biết được rằng là với cái phản ứng ST hóa này thì nó là phản ứng không hoàn toàn, hay còn được gọi là phản ứng thuận nghịch. Đúng không? Và trong phản ứng thuận nghịch này thì hỗn hợp dung dịch sau phản ứng nó sẽ còn lại gì? Nó sẽ còn lại axit dư. Đây, axit dư. Ancol dư, đúng chưa? Có cả este và có cả nước nhá. Thế thì ở đây đề bài ý 2, ý C nhận biết là trong nghiệm vẫn còn hai này, vậy là đúng. Được chưa? Thế còn đáp án D này là do cái anh trợ lý của thầy. Anh ấy cắt mất đáp án D. May quá là đáp án C đúng. Chứ nếu mà đáp án D ấy, mà đúng ấy, thì trừ lương anh này. Đúng không em? Xin lỗi các em, đây là lỗi của anh trợ lý, anh ấy cắt thiếu mất đáp án D. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học hôm nay. Và sau cái buổi học ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn và các em cũng đã biết được rằng là mình đang rỗng ở phần nào của STE rồi. Và các bạn và các em cũng đã biết định hướng để sắp tới mình học những bài tiếp theo như nào rồi. Lời khuyên chân thành nhất của thầy dành cho tất cả các bạn và các em đó là môn hóa không khó. Khó đã có thể mình lo. Nhưng học hóa nhá, học hóa không khó, nhưng phải học theo bản chất. Bởi vì từ bản chất, từ đó mình mới làm đúng được lý thuyết, từ đó mình mới làm đúng được những câu lý thuyết vận dụng cao, từ đó mình mới giải được những câu bài tập cơ bản nhá. Đừng học sốc nổi, đừng học chỉ vì phương pháp, đừng học chỉ vì không hiểu bản chất. Như vậy các em sẽ không bao giờ giỏi được. Ok. Và đấy là những lời nhắn nhủ của thầy dành tới các em. Và hẹn gặp lại tất cả các em vào những cái buổi live.